Mến chào các bạn, rất mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái nội dung chuẩn bị cho cái khâu đầu tiên để thuần lương. Thì như các bạn biết là cái video trước đó, mình cũng có hướng dẫn các bạn chia sẻ rồi cái quá trình mà các bạn chuẩn bị cái bồn, rồi sau đó chúng ta bơm nước, chúng ta giữ lại. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục chia sẻ với các bạn những cái phần còn lại mà để cho các bạn chuẩn bị sẵn sàng trước khi mình thả lương vào. Thì các bạn biết là cái mô hình này đó, mình chỉ nói với các bạn là phù hợp cho mình chăn nuôi, nuôi lương ở hộ gia đình đó các bạn. Còn một số bạn nào mà muốn phát triển thành trang trại đó, thì mình phải đợi thời gian. Có nghĩa là các bạn phải làm một vài lần để chúng ta xem coi cái sự hiệu quả của nó đến mức độ nào. Rồi xong các bạn hả tính tới vấn đề phát triển nhiều hơn nha các bạn. Mình nói thế để các bạn có cái hướng để chúng ta định hướng trước. Còn đối với mình thì các bạn biết thì mình cũng bận bịu lắm. Do cái thời gian của mình không có nhiều. Còn cái công việc mà để nuôi lương chỉ là công việc phụ thôi các bạn. Thế mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như thế này. Cái thứ nhất là các bạn làm cái bồn đó. Thì đây là cái bồn mình đã làm trước rồi. Cho nên thì nếu như bạn nào mà mới đó, thì mình sau khi mình làm bồn xong thì các bạn phải bơm nước lên. Ví dụ như ở cái mức mà các bạn dự định nuôi là 2 tấc thì các bạn bơm nước lên cho nó ngập hơn nha các bạn. Bơm lên khoảng 4 tấc. Ví dụ như các bạn là 2 tấc là các bạn để nuôi thì các bạn bơm lên 4 tấc hoặc nhiều hơn. Rồi thời gian các bạn giữ trữ ở đó là cho mình là 15 ngày. Đối với bồn mới nha các bạn, bồn mới tất nhiên là cái bạc mà các bạn mua về còn mới đó. Thì sau khi mình đóng khung này nọ xong rồi thì các bạn bơm nước lên giữ cho mình 15 ngày trước. Như vậy thì sau khi chúng ta giữ 15 ngày xong đó, thì đến những ngày tiếp theo thì các bạn sẽ xả nước đó bỏ. Và các bạn bơm lên xả bỏ như vậy là 3 lần nha các bạn. Tại vì trong cái bạc cao su đó thì nó sẽ chứa rất là nhiều cái tạp chất trong đó. Cho nên các bạn không thể nào mà chúng ta bơm nước lên lần đầu mà chúng ta sử dụng được. Các bạn phải bơm lên và giữ 15 ngày để cho nó ra hết cái lượng PVC cũng như là các cái polymer này nọ trong cái bạc cao su đó. Nó ra hết xong rồi chúng ta xả bỏ. Rồi chúng ta bơm lên 2-3 lần nữa như vậy. Như vậy thì để các bạn giữ nước để mà mình nuôi con lương được đó, thì các bạn phải giữ ít nhất là 5 ngày trước khi các bạn thả lương vào. Có nghĩa là thời gian các bạn bơm lên và xả bỏ rồi xong là các bạn giữ nước lại là để nuôi đó là 5 ngày rồi chúng ta mới thả lương nha các bạn. Đó là cái khâu mà các bạn chuẩn bị cái bồn, bồn lương đối với cái bồn mà có bạc mới, bạc cao su mới đó. Tiếp theo thì mình nói với các bạn luôn là cái phần chúng ta chuẩn bị cái khâu chuẩn bị là cái giá thể. Thì các bạn biết giá thể của mình sử dụng đó là cái dây bao. Dây bao đó các bạn. Dây bao mà các bạn tùy theo, ví dụ như mình muốn sử dụng dây bao màu gì cũng được, màu vàng, màu cam hay là màu đen. Như ở đây thì mình sử dụng cái dây bao màu đen. Và các bạn mua về thì các bạn buộc như mình hướng dẫn nè. Chúng ta buộc cái đầu ở chính giữa xong rồi chúng ta xả ra hai bên. Rồi các bạn treo vào cái cây để chúng ta gác ngang cái bồn lương đó. Treo vào. Và cái lượng nước thì nó sẽ vừa ngập tới cái phần đầu mà mình buộc đó các bạn. Đấy. Nó ngập tới phần đầu mình buộc là được. Có nghĩa là các bạn tùy theo các bạn giữ nước 2 tấc thì các bạn hạ cái cọng dây xuống. Còn giữ nước 4 tấc thì các bạn kéo cái cọng dây lên. Như vậy là nó sẽ phù hợp. Và cái dây bao thì các bạn nên lưu ý cho mình là nên ngâm trước. Nên ngâm dây bao trước. Tất nhiên là chúng ta mua về đó, chúng ta phải ngâm trước là 7 ngày.
7 ngày. Và các bạn nhớ là khi ngâm là chúng ta phải sử dụng cái iodine để chúng ta ngâm nha các bạn. Liều lượng thì không cần thiết nhiều lắm đâu. Chúng ta khoảng 10C ngâm cho một thùng 20 lít. Đó, 20 lít rồi các bạn ngâm dây bao vào. Hoặc là ít hơn cũng được, không sao. Tại vì mình chủ yếu có một cái lượng iodine để sát khuẩn cũng như là tẩy rửa các cái dây bao cho nó sạch thôi. Như vậy thì sau khi các bạn ngâm 7 bữa xong các bạn đem lên phơi. Đó, phơi xong rồi là chúng ta lại bỏ vào bồn lương là được rồi. Như vậy thì những cái bồn lương mà các bạn mới chuẩn bị mới đó thì các bạn phải làm giống như mình chia sẻ. Thì nó sẽ đảm bảo được cái thứ nhất là không bị nhiễm bởi các cái chất hóa học của bạc, cao su và cái dây bao. Cái thứ hai nữa là các bạn phải giữ được cái thời gian mà cho cái bồn lương, nước trong bồn lương của mình thật là lâu thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Đồng thời dây bao là các bạn phải sử dụng ngâm iodine và phơi cho nó khô xong rồi các bạn sử dụng thì cái hiệu quả nó rất là cao các bạn. Thì đó là cái cách mà chúng ta chuẩn bị kèm chung với cái quá trình chúng ta làm cái bồn lương cho gồi đó. Thì các bạn phải thêm hai cái ý đó nữa để mà các bạn chuẩn bị sẵn sàng đến khi mình có lương thì mình sẽ thuần và thả vào là nó rất an toàn nha các bạn.